Ân nằm cuối đường Đặng Huy Trứ, gần dưới chân núi Ngự Bình, là một tổ đình lớn của Phật giáo Thuần Hóa, Phú Xuân. Tổ đình gắn với tên tuổi của một danh tăng có ảnh hưởng vô cùng lớn đến Phật giáo đang trong, kể từ Phú Xuân, Huế cho đến gia đình Sài Gòn. Đó là Tổ sư Nguyên Thiều. Tương truyền chùa được thành lập vào cuối thế kỷ 17, vào đời chùa Nguyễn Phúc Tần. Vào khoảng những năm 1682-1684, tại chân đồi Hồng Thiên, hay còn gọi là núi Bân, gần núi Ngự Bình thuộc địa phận làng Phủ Xuân, huyện Hương Trà, phủ Triệu Phong, xuất hiện một ngôi thảo am có tên là Vĩnh Ân. Người lập nên ngôi thảo am này là một vị sư đến từ Trung Hoa, có tên là Nguyên Thiều. Nhiều nhà nghiên cứu Phật giáo cho rằng, Thiền sư Nguyên Thiều cùng tăng đoàn của mình đã lên thuyền chạy trốn nhà Thanh, vừa cướp ngôi nhà Minh, vượt biển sang nước Nam. Thuyền cập biển Quy Nhơn, ban đầu ngài lập chùa Thập Tháp Di Đà ở Bình Định. Tu tập được một thời gian thì ngược ra Thuần Hóa, tiếp tục con đường tu hành và hoằng pháp ở gần chốn kinh kỳ của chùa Huyền. Hòn Thiên lúc bấy giờ là một vùng rừng hoang vu. Vĩnh Ân là ngôi thảo am đầu tiên được dựng lên ở đây. Tuy trong chốn thâm sơn cùng cốc, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, chùa Nguyễn Phúc Tần đã biết đến danh thiền sư. Chùa đã cấp cho ngài một ngân khoản để xây dựng chùa trở nên kiên cố giữa núi rừng và xây dựng tháp phổ đồng ngay bên cạnh. Đến đời chùa Nguyễn Phúc Thái, chùa được đổi tên là Quốc Ân và được chùa sắc phong. Chùa Quốc Ân và tên tuổi thiền sư Nguyên Thiều bắt đầu vang danh ở kinh đô cũng như xứ đàng trong, đặc biệt khi ngài được chùa phải sang Trung Hoa để thỉnh danh tăng Thạch Liêm sang Phủ Xuân hoằng pháp. Đến đời chùa Nguyễn Phúc Chu, thiền sư Nguyên Thiều được phải về làm trụ trì chùa Sắc Tử Hà Trung, một ngôi chùa công của phủ chúa thuộc Tổng Diêm Trường lúc bấy giờ. Mặt chùa hướng ra đầm phá mênh mông. Ngôi tổ đình Quốc Ân là cái một trong những ngôi tổ đình đầu tiên của Phật giáo đang trong. Và ngài Nguyên Thiều khi mà ở Trung Quốc qua Việt Nam thì ngài đầu tiên ngài ghé Quy Nhơn. Ngài đã khai sáng cái chùa Thập Tháp. Và sau đó khi mà cái chùa Phật Thập Tháp mà được vững mạnh rồi thì ngài để cho đệ tử và ngài ra ở đây để mà khai sáng cái ngôi chùa Quốc Ân này. Trước khi mà lên Quốc Ân thì ngài đã ở lại chùa Hà Trung, ở đó trong một thời gian, rồi sau đó ngài mới lên khai sơn cái chùa Quốc Ân này. Và vì vậy cho nên ngôi tổ đình Quốc Ân là một trong những ngôi tổ đình lớn của Phật giáo xứ Huế cũng như Phật giáo đằng trong. Và ngài Nguyễn Thiều là một trong những cái vị tổ sư mà khai sáng Phật giáo đằng trong. Vì vậy cho nên cái vai trò của ngài Nguyễn Thiều cũng như vai trò của tổ đình Quốc Ân cũng rất lớn đối với Phật giáo đằng trong. Làm danh tăng dưới bốn đời chùa Nguyễn, được người đời tôn danh là Quốc sư, Thiền sư Nguyên Thiều viên tịch vào năm 1728. Ninh Vương Nguyễn Phúc Chủ đã đích thân ngự soạn bài kỷ minh để khắc trên bia mộ của tổ sư với đề tựa Đại Việt Quốc Vương, Sắc Tử Hà Trung Từ, Hoàng Bích Thiền Sư, Tháp Kỷ Minh. Bài kỷ nói về hành trang và bày tỏ sự ngưỡng mộ của Quốc Chúa về đạo hành của tổ sư Nguyên Thiều. Ngoài Quốc sư Nguyên Thiều, các thế hệ truyền thừa tại tổ đình Quốc Ân còn có nhiều bậc danh tăng được chúa và vua Nguyễn sắc phong làm tăng cang các ngôi quốc tử như Thiên Mụ, Giác Hoàng, như các ngài Tổ Ấn Mật Hoàng, Tế Chánh Bổn Giác
Liễu Triệt Từ Minh, Liễu Chơn Từ Hiểu, Minh Đức Bửu Tích, Như Thông Đắc Ân. Đó chính là lý do tại sao Quốc Ân lại trở thành một ngôi tổ đình lớn và bậc nhất ở đất Thuần Hóa Phú Xuân. Tại đây có hai ngôi tổ đình lớn, đó là ngôi tổ đình Bảo Quốc và ngôi tổ đình Quốc Ân. Còn dưới những ngôi tổ đình Cư Đàm thì sau một chút, nhưng mà cũng trong cái thời gian đó, các cái đệ tử của ngài Nguyễn Phiêu đa phần là những cái người mà được chủ nguyện trọng vọng và đã thỉnh mời để làm các cái chức tăng cang và trụ trì của các ngôi quốc tử. Mà thể hiện quan trọng nhất vẫn là cái ngôi quốc tử Linh Mụ. Bởi vì cho nên tại ngôi quốc tử Linh Mụ, các cái vị tăng cang và trụ trì ở tại Linh Mụ thì đều nhà Nguyễn cũng như chủ Nguyễn đã thỉnh mời các cái vị có liên quan đến tổ Linh Quốc. Một cái chùa thường danh tiếng hoặc là nổi bật hoặc là thu hút được nhiều đạo hữu hoặc là Phật tử thì thường nhờ vào những cái vị cao tăng, thì Quốc Ân là cũng như vậy. Do vậy, cả một cái lịch sử truyền thừa dài lâu cũng như là có những cái vị cao tăng đến ở đó. Cho nên chùa Quốc Ân luôn luôn là một cái đề nhắc danh lam của cái miền Thuần Hóa Phú Xuân này. Đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử vùng đất, đến nay chùa Quốc Ân cũng đã gần 350 năm tuổi, trải qua 17 đời trụ trì kể từ ngày khai sơn. Kiến trúc của ngôi chùa cũng được thay đổi theo năm tháng qua những đợt trùng tu lớn. Gần đây nhất là đợt trùng tu Đại Hùng Bảo Điện, ngôi chính điện của chùa, kéo dài trong 3 năm từ năm 2019 đến năm 2022 do Hòa Thượng Nhật Minh Diệu Tạnh khởi xướng và Thượng Tọa Thích Minh Chơn nỗ lực hoàn thiện. Với một kiến trúc gỗ đẹp, mái ngói và những bờ nóc theo kiểu cung đình xưa dành cho các ngôi chùa lớn của đất Kinh Kỳ. Đặc biệt, phía bên trong chính điện giữ nguyên được các hệ thống tường, pháp khí, hệ thống long vị thờ ở hầu tổ, hoành phi, câu đối, nguyên bản như trước. Theo các nhà nghiên cứu, có rất nhiều bộ tường cực kỳ quý giá đã được thờ từ ở chùa Quốc Ân 200 năm, thậm chí 300 năm, gắn liền với hành trang của các tổ sư đời đầu, được chạm khắc tỉ mỉ, tinh xảo, sống động từng đường nét và được làm bằng nhiều chất liệu quý khác nhau như gỗ mít, đồng, vân vân. Đặc biệt là những tường cổ được tổ sư Nguyên Thiều đem về từ Trung Hoa. Chùa cũng còn lưu giữ được nhiều bút tích của các nhân vật lịch sử quan trọng và những kinh sách mộc bản Phật giáo quý hiếm được các thế hệ trụ trì gìn giữ như những bửu bối. Cho đến hôm nay, chùa Quốc Ân mặc dù trải qua bao nhiêu là thăng trầm, bao nhiêu là cái sự tàn phá của chiến tranh của con người, nhưng mà hôm nay vẫn là một cái ngôi chùa mà chúng tôi nhận định đó là một cái bảo tàng đặc biệt, một cái bảo tàng văn hóa của Phật giáo. Ở chùa Quốc Ân còn lưu giữ được rất nhiều những cái ngôi tháp của những cái vị hòa thượng từ xưa, những cái vị mà đào cao đức trọng, những cái vị mà danh tiếng cả một thời, thì rất nhiều vị còn lại tháp rất là nguyên vẹn ở chùa Quốc Ân. Hệ thống cổ vật thứ hai mà theo chúng tôi nhìn thấy đó là những cái bài vị, một cái hệ thống bài vị đặc biệt từ ngài Nguyễn Thiều cho đến trở về sau chùa Quốc Ân vẫn còn lưu giữ được, cũng như rất nhiều những cái bài vị khác của những cái danh nhân lịch sử, cũng như là của những cái vị ở trong cung cấm người ta, là những cái đào hữu, là những cái đàn lá tín thì giúp đỡ cho chùa Quốc Ân từ ngày xưa.
Rồi bên cạnh đó còn cả một cái hệ thống pháp khí, pháp tường cũng còn khá nguyên. Mà trong đó tôi thấy rằng có những cái bức tường mà được mô tả trong trong BAVH hiện nay vẫn đang còn lưu giữ và được bảo quản rất là tốt. Chùa Quốc Ấn cũng còn lưu giữ được rất nhiều những cái tư liệu xưa mà cho đến hôm nay vẫn chưa khai thác hết. Theo chân Thượng tọa Thích Minh Trơn, trụ trì đương nhiệm của chùa Quốc Ân, chúng tôi tới thăm một số bảo tháp của các vị tổ sư của tổ đình này được an táng dưới chân núi Bân, cách khuôn viên chùa không xa. Thiên Mụ Tăng Cang, Quốc Ân trụ trì, Lâm Tế Chánh Tôn, Tứ Thập Nhất Thể, Thường Minh Hà Đức, Ngài Minh Đức đời thứ 41, trụ trì chuộc ân làm tăng căn cho linh mụ năm thứ hai như từng. Những bảo tháp cổ kính của những danh tăng đất Thuận Hóa một thời ngủ yên dưới dấu vết thời gian. Nhiều Phật tử vẫn dành khoảng thời gian rảnh rỗi của mình để đến đây dọn dẹp cho các bảo tháp, nhất là vào dịp cuối năm. Tương truyền cách đây vài trăm năm, khu vực này cũng thuộc đất của Quốc Ân Tự. Tác giả Leopold Michel Cadier với những bài viết trong tập sang BAVH vào đầu thế kỷ 20 đã thống kê trong vườn chùa Quốc Ân và chân hòn thiêng núi Bân có rất nhiều tháp mộ lịch đài tổ sư của chùa Quốc Ân được thiết lập từ thế kỷ 17. Trong đó có rất nhiều danh tăng là tăng cang của các ngôi quốc tử thời các chùa Nguyễn và vua Nguyễn. Có thể nói, đây là một tập đài thành về kiến trúc tháp mộ của chư tăng ở Huế trải dài từ nửa thế kỷ 17 cho đến cận hiện đại. Trong số đó còn có những tháp mộ mà danh thất hiệu, vẫn còn là những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Ngôi tổ đình Quốc Ân vì là cái ngôi chùa lớn và đã từ rất lâu vì vậy cho nên các cái ngôi tháp rất là nhiều. Nhưng mà riêng đối với Ngài Nguyễn Thiều thì khi mà Ngài tịch á, thì lại đưa Ngài đến một cái vị trí rất là xa. Tức là xa về ngôi tổ đình Quốc Ân là đó, tức là cửa hóa. Thì bây giờ hiện tại mà cái tháp của Ngài Khai Sơn á, thì là trên đường Võ Văn Kiệt. Vì vậy cho nên cách xa với đối với tổ đình cửa khoảng cũng một cái số hơn, một cái số. Tìm hiểu về tổ đình Quốc Ân không thể không một lần đến với chùa Hà Trung ở xã Vinh Hà, huyện Phú Vang. Ngôi chùa được khắc tên trong bài kỷ minh của chùa Nguyễn Phúc Chu trên bia mộ Ngài Nguyễn Thiều. Theo các nhà nghiên cứu thì chùa Hà Trung có lẽ là nơi đầu tiên vị thiền sư này đặt chân tới khi rời chùa Thập Tháp Di Đà ở Bình Định để tới Thuận Hóa. Sau đó Ngài mới tìm đến kinh sư để lập thảo am Vĩnh Ân là chùa Quốc Ân. Ngôi cổ tự giờ chỉ còn vài dấu vết xưa, nhưng đặc biệt còn lưu giữ bức tường Phật Bà Quan Âm làm bằng đá. Được cho rằng thiền sư đã đem về từ Trung Hoa vào dịp ông được chùa Nguyễn Phúc Chu cử về nước để mời Thạch Liêm Đại Sản Hòa Thượng sang nước Đại Việt Hoàng Pháp vào khoảng những năm 1687-1690. Đây cũng là thời gian mà thiền sư Nguyên Thiều được quốc chúa cử về làm trụ trì ngôi chùa Công giữa một vùng đầm phá mênh mông sóng nước, là cửa ngõ cho thuyền bè cập bến từ cửa biển Tư Dung. Vừa làm trụ trì chùa Quốc Ân ở chỗ kinh sư, vừa coi sóc chùa Hà Trung nơi cửa biển, chắc chắn vì khai sơn ra chùa Quốc Ân phải có một vị trí đặc biệt với phụ chúa. Đó cũng là một điều kiện thuận lợi để hệ phái của Quốc Ân Tự phát triển một cách mạnh mẽ về sau.
khẳng định sự trường tồn của một dòng lâm tế được khởi phát từ vị tổ sư này trên đất Việt. Thì đối với Phật giáo Đăng Trong thì có ba cái môn phái mà lớn, đó là môn phái Tổ đình Quốc Ân, môn phái Tổ đình Thiền Tôn tức là Ngài Liễu Quáng, và môn phái Tổ đình tại Quảng Nam tức là Ngài Minh Hải Thiền Sư. Thì ba ngài đó, ngài đó thì Ngài Minh Hải là đệ tử đệ tôn của Ngài Nguyễn Thiều, vì vậy cho nên đó cũng là thuộc một dòng đó. Riêng Ngài Liễu Quáng thì là Ngài là đệ tử của ngôi Ngài Khá Sáng ở tại chùa Từ Đàm đây. Và Ngài Minh Hoàng Tự Dung ở đấy cũng là kêu cái Ngài Nguyễn Thiều cũng là sư thúc hay là sư bá, có thể trong cả hai vai trò đó. Vì vậy cho nên cũng cùng liên hệ một dòng, cho nên nếu mà nói cái dòng gốc thì vẫn là một. Thì khi mà các vị tổ sư đến với chúng ta thì họ đa phần là những cái dòng thiền lâm tế khi mà phát triển ở cái Đăng Trong này. Thì những cái dòng thiền thì người ta thường từ những cái vị tổ sư họ xuất kề ra để họ bắt đầu cho cái dòng thiền của mình. Dòng Chuông Ân là giữ cái dòng cổ và đi theo cái truyền thừa ấy. Còn thực ra thì Ngài Minh Hải Phật Bảo của Chúc Thánh hay là Ngài Liễu Quảng thì cũng thoát khai từ cái dòng thiền đó thôi. Thì từ một tổ đình đó mà ra thôi. Đứng về mặt mà Hoằng Pháp Lời Sanh thì ngôi tổ đình đóng góp rất là lớn. Vì tất cả các cái ngài mà đệ tử đệ tôn xuất thân từ ngôi tổ đình Quốc Ân cũng như xuất thân từ ngôi tổ đình Thập Tháp ở tại Bình Định nó rất là đông đủ, rất là đông, và đã phát triển ra cả tất cả các tỉnh ở miền Nam. Ở Huế thì vì có cái môn phái của Ngài Liễu Quáng cũng phát triển, vì vậy cho nên nó cũng tương đương, tức là có cái về dưỡng các dòng về sau này thì có lần lượt hơn, tức là số lượng mà đông thì có thể nói là cái dòng Liễu Quáng thì lớn hơn. Nhưng mà khi mà đứng về cái mặt mình Hoằng Pháp Lời Sanh thì hai bên tương đương nhau. Ngày nay, chùa Quốc Ân vẫn là một ngôi tổ đình lớn của Phật giáo Huế nói riêng và Phật giáo tỉnh từ Huế trở vào miền Nam nói chung, là chốn tổ của nhiều ngôi tổ đình khác. Điều đặc biệt của chùa Quốc Ân là trong khi phần lớn các thiền môn ở Huế hiện nay đều rẽ theo thiền phái Liễu Quáng, thì Quốc Ân vẫn duy trì truyền thừa xuyên suốt một thiền tông lâm tế từ xưa cho đến nay. Tổ đình Quốc Ân và bảo tháp của tổ sư Nguyên Thiều là những di tích lịch sử, văn hóa, tôn giáo quan trọng và quý giá, không chỉ của vùng đất Huế, mà còn đối với nền văn hóa, lịch sử của đất nước.